Vâng, xin chào tất cả các bác cô chú anh chị yêu và đam mê hoa lan trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 23 tháng 5 năm 2023. Em là chủ kênh Lan Rừng Cương Hiền đã lên một cái video bán hàng chia sẻ con giống tới tất cả các bác. Lời đầu video cho em xin gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể các bác. Các bác xem video thấy hay, bớt chút thời gian cho em xin một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Và số điện thoại liên hệ của nhà vườn là 0349 581 888. Địa chỉ nhà em là ở thôn An Khang, xã Yên Thạch, huyện Sùng Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày hôm nay thì em lên chia sẻ rất là nhiều các mặt hàng con giống tới tất cả các bác, cô chú, anh chị. Có những đơn hàng giá siêu rẻ, siêu đẹp luôn các bác nhé. Các bác xem video thì cố gắng là theo dõi đến cuối video để lựa chọn cho mình những đơn hàng ưng ý nhất. Và sau đây thì em sẽ đi vào đơn hàng số 1 ngày hôm nay. Và trước khi đi vào đơn hàng số 1 ngày hôm nay thì em giới thiệu tới tất cả các bác, cô chú, anh chị một cái dòng phân hữu cơ. Cái phân hữu cơ này thì bên nhà em tự sản xuất và nguyên liệu chính thì đó là phân trâu, phân bò, phân chuồn quế, bã cao ủ, đậu tương và các dưỡng chất organic. Và thành phần đậu tương thì cực kỳ là tốt cho cây trồng các bác nhé. Các bác có thể dùng để bón cho hoa lan, cho cây cảnh, cây trồng, cây bonsai, rau củ quả, cây hoa giấy, cây hoa mẫu đơn, cây bưởi, cây ăn quả các bác nhé. Và cái phân này thì nó là dạng viên nén. Dạ, viên nén như thế này nó không mùi, không gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người và không ảnh hưởng tới môi trường. Và cái phân này thì nó là phân hữu cơ nên là cái viên phân của nó các bác nhé, viên phân của nó rất là xù xì như thế này. Đấy, nó sẽ không mịn. Cái phân này thì nó không tan bở vỡ trong nước, nó sẽ tan chậm, tan từ từ và thẩm thấu dần dần. Và cái phân này thì các bác sẽ thấy hiệu quả ngay sau 2 tuần sử dụng các bác nhé. Sau 2 tuần thôi là các bác sẽ thấy cái sự khác biệt. Và sau 2 tuần nếu như các bác dùng mà nó không tốt, các bác thấy nó không tốt, các bác có thể gửi trả cho em. Bên nhà em bảo hành luôn các bác nhé. Và một bao phân như thế này thì bên nhà em đóng là 5kg. Chia sẻ tới tất cả các bác, cô chú, anh chị với giá là 130.000 đồng miễn phí ship toàn quốc. À, các bác chỉ cần trả 130.000, các bác không cần phải trả phí ship các bác nhé. Các bác lấy 2 bao thì sẽ là 250.000 đồng và miễn phí ship. Các bác có nhu cầu lấy sỉ thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0349 581 888 hoặc là các bác có thể kết bạn qua Zalo. Và cái công dụng của cái phân hữu cơ này thì nó kích thích cái sự phát triển của mầm gốc, tăng hoa đậu quả và cho những bông hoa to. Đặc biệt là các bác bón hoa giấy thì nó sẽ rất là sai hoa, bông hoa nở to đẹp các bác nhé. Đối với lại cây ăn quả thì nó sẽ tăng hoa đậu quả và nó sẽ cho những cái quả nó rất là bóng, rất là đẹp, nó sẽ không bị xù xì và nó không bị ghẻ các bác nhé. Còn đối với lại rau củ quả các bác có thể là bón ở trên bề mặt hoặc là các bác trộn cùng với giá thể sau đó các bác trồng. Em đi vào cái đơn hàng số 1 ngày hôm nay. Đơn hàng số 1 ngày hôm nay thì là cái chậu này thì nó mất tem mác rồi các bác nhá, nó mất tem mác rồi. Cái này trồng nó lâu lâu rồi cũng không nhớ nó là dòng gì cả. Nhưng mà nhìn thân lá này thì rất là giống là năm cánh trắng thảo nguyên hai. Cực kỳ giống luôn các bác nhá. Đấy, mầm gốc này. Mầm gốc rất là đẹp, rất là sạch. Đơn hàng số 1 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 1. Em chuyển qua đơn hàng số 2. Đơn hàng số 2 ngày hôm nay đó là một chậu ám mắt châu lương xanh của Phú Thọ. Chậu này 5 mầm gốc các bác nhá. 5 mầm gốc đây. Siêu khỏe đẹp luôn. Chậu này các bác sưu tầm về làm chậu nái rất là đẹp luôn. Cái dòng ám mắt châu rất là sai hoa và hoa phải cực kỳ là thơm luôn các bác nhá. Cực kỳ là thơm luôn. Đây một chậu nái rất là đẹp luôn. Đơn hàng số 2 này em chia sẻ cho các bác với giá là 160.000 đồng cho đơn hàng số 2. Ám mắt châu lương xanh. Rất là nhiều bác hỏi các bác nhá. Cái này thì bây giờ nó số lượng giống thì nó rất là ít. Và đây là khuôn bông của bông ám mắt châu lương xanh Phú Thọ các bác nhá. Mắt rất là to đẹp. Cái bông này thì phải gọi là cực kỳ thơm. Đây ạ, rất là bay luôn các bác nhá. Em chuyển qua đơn hàng số 3. Đơn hàng số 3 ngày hôm nay là một chậu năm cánh, à em xin lỗi, ám mắt châu lương xanh của Phú Thọ các bác nhá. 3 mầm gốc này, mầm gốc lớn bằng mẹ luôn. Siêu khỏe đẹp luôn. Như thân này là về các bác có thể làm hoa năm nay luôn. Chậu này về các bác làm chậu nái, rất là đẹp. Đơn hàng số 3 này em chia sẻ cho các bác với giá là 160.000 đồng cho đơn hàng số 3. Đấy, một đặc sản của Phú Thọ, thương hiệu Phú Thọ luôn các bác nhá. Rất sai hoa và rất là thơm. Nếu để nói thơm thì cái dòng này nó cực kỳ thơm luôn các bác. Em chuyển qua đơn hàng số 4. Đơn hàng số 4 ngày hôm nay đó là một kỳ hồng xòe các bác nhá. Hồng xòe. Chậu này thì nó là mầm gốc 52 rồi. Đấy, mầm gốc 52 đang đi ngọn rất là đẹp luôn. Kỳ này là kỳ cắt khúc. Đơn hàng số 4 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 4. Và đây là khuôn bông của bông hồng xòe các bác nhá. Hồng xòe xanh. Đấy, rất là đẹp luôn. Hồng phấn luôn các bác nhá. Em chuyển qua đơn hàng số 5. Đơn hàng số 5 ngày hôm nay là một chậu hồng xòe. Chậu này là mầm gốc 52 các bác nhé. Đơn hàng số 5 này em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000 đồng cho đơn hàng số 5.
Em chuyển qua đơn hàng số 6. Đơn hàng số 6 này em chia sẻ cho các bác cái giá là 100.000 đồng cho các bác cô chú anh chị tham khảo và sưu tầm. Cây hồng xòe rất là đẹp luôn các bác nhá. Em chuyển qua đơn hàng số 7. Đơn hàng số 7 ngày hôm nay đó là một chậu hồng Minh Châu các bác nhá. Hồng Minh Châu. Đấy, một dòng hồng cao cấp luôn. Cái này thì rất là nhiều bác là chưa có dấu. Cái này thì 3 mầm gốc các bác nhá. 3 mầm gốc. Đấy, rất là mập khỏe và đẹp luôn. Cái Minh Châu 52 này đi ngọn rất là khỏe. Đơn hàng số 7 em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 7. Em chuyển qua đơn hàng số 8. Đơn hàng số 8 ngày hôm nay cũng là một chậu hồng Minh Châu các bác nhá. Hồng Minh Châu. Đấy, mầm gốc đang lên này, rất là đẹp. Cái này thì về các bác vừa lấy mầm gốc này, vừa làm ki được, những cái thân này các bác vẫn làm ki, lên rất là khỏe. Các bác nhân giống. Đơn hàng số 8 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 8. Và đây là khuôn bông của bông hồng Minh Châu các bác nhá. Một bông hồng rất là đẹp luôn, một dòng hồng cao cấp. Quá là xinh luôn đấy ạ. Em chuyển qua đơn hàng số 9. Đơn hàng số 9 ngày hôm nay đó là một chậu nữ hoàng 28 các bác nhá, nữ hoàng 28. Chậu này hai mầm gốc và một thân tơ, thân này thì làm nó đang ra kỳ rồi các bác nhá. Đơn hàng số 9 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho các bác cô chú anh chị tham khảo và sưu tầm. Nữ hoàng 28. Một bông rất là đẹp, thương hiệu của Hòa Bình luôn ạ. Em chuyển qua đơn hàng số 10. Đơn hàng số 10 ngày hôm nay là một chậu nữ hoàng 28 các bác nhá. Cái này thì nó được một mắt hoa đấy ạ. Đấy, một mắt hoa trên này. Dưới này là ra kỳ nhá. Vòng gốc thì rất là đẹp luôn. Đấy ạ. Đơn hàng số 10 này em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000 đồng cho đơn hàng số 10. Cái này thì em chỉ có 2 ki thôi, con nào chưa có giống thì các bác nhanh tay sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 11. Đơn hàng số 11 ngày hôm nay đó là một cái ki mít đua ngọn của Xuân Sơn Phú Thọ các bác nhá. Cái mít đua ngọn, mẹ của nó thì dài khoảng tầm 3 mét các bác nhá. Mẹ dài khoảng 3 mét. Cái này thì có một ki duy nhất. Em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 11. Em chuyển qua đơn hàng số 12. Em chuyển qua đơn hàng số 12 đó là một cái chậu mít cụ bà các bác nhá, mít cụ bà hay gọi là mít Văn Sơn đấy ạ. Cái này thì hai mầm gốc các bác nhá, hai mầm gốc đấy ạ, rất là đẹp luôn. Lá của nó đây, lá của nó cực kỳ dày nhá, dày bóng này, gân lá rất là đẹp luôn. Đơn hàng số 12 này em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000 đồng cho đơn hàng số 12. Em chuyển qua đơn hàng số 13. Đơn hàng số 13 ngày hôm nay là một chậu mít cụ bà, chậu này một mầm gốc và một ki trên thân. Đơn hàng số 13 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho các bác cô chú anh chị tham khảo và sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 14. Đơn hàng số 14 ngày hôm nay đó là một chậu hồng Á Hậu các bác nhá. Hồng Á Hậu, đây ạ, mầm gốc lớn bằng mẹ luôn. Rất là mập khỏe và đẹp. Đơn hàng số 14 này em chia sẻ cho các bác với giá là 220.000 đồng cho đơn hàng số 14. Đấy. Và các bác xem ở trên video nó chưa được rõ nét thì các bác kết bạn với em qua Zalo số điện thoại là 0349 581 888. Em sẽ chụp chi tiết từng đơn hàng một gửi qua Zalo cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 15. Đơn hàng số 15 ngày hôm nay là một chậu hồng Á Hậu các bác nhá. Hồng Á Hậu mầm gốc lên rất là đẹp. Đơn hàng số 15 này em chia sẻ cho các bác với giá là 180.000 đồng cho đơn hàng số 15. Em chuyển qua đơn hàng số 16. Đơn hàng số 16 ngày hôm nay đó là một chậu hồng Yên Thủy các bác nhá. Hồng Yên Thủy, hồng quốc dân. Mầm gốc rất là khỏe đẹp, đang đi ngọn rất là khỏe. Thân mẹ thì đang hoa các bác nhá. Đấy, đang hoa về các bác ngắm hoa luôn. Cái này thì các bác chỉ khoảng tầm khoảng 20 ngày nữa thôi là các bác sẽ ngắm hoa. Đơn hàng số 16 này em chia sẻ cho các bác với giá là 180.000 đồng cho đơn hàng số 16. Em chuyển qua đơn hàng số 17. Đơn hàng số 17 ngày hôm nay là một chậu hồng Yên Thủy các bác nhá. Hồng Yên Thủy, chậu này một mầm gốc đấy ạ. Mầm gốc rất là khỏe đẹp các bác nhá. Và một thân hoa, đấy, đang hoa đây. Đơn hàng số 17 này em chia sẻ cho các bác với giá là 180.000 đồng cho đơn hàng số 17. Em chuyển qua đơn hàng số 18. Đơn hàng số 18 ngày hôm nay là một chậu hồng Yên Thủy các bác nhá. Chậu hồng Yên Thủy, chậu này thì có 4 thân tơ. Cái này các bác ngắm hoa hai đợt ạ, đợt 1 đây. Và đợt 2 đang ra nụ nhỏ rất là nhiều luôn. Đấy, những cái thân này đang ra nụ các bác nhá. Mầm gốc đây, mầm gốc lên rất là đẹp rồi. Đơn hàng số 18 này em chia sẻ cho các bác với giá là 180.000 đồng cho đơn hàng số 18. Và hết đơn hàng số 18 này là hết hồng Yên Thủy. Em chuyển qua đơn hàng số 19.
Đơn hàng số 19 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu này một mầm gốc và một thân tơ. Cái thân tơ này thì đang nụ các bác nhá. Đang nụ đây ạ. Về các bác ngắm hoa năm nay luôn. Đấy, rất nhiều bác là hỏi hôm qua hỏi cái Phú Thọ đang nụ đấy ạ. Cái phiên ngày hôm qua thì em đã chia sẻ hết rồi. Thế bác nào mà chưa sưu tầm được thì này các bác nhanh tay sưu tầm. Đơn hàng số 19 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 19 về các bác ngắm hoa năm nay luôn. Em chuyển qua đơn hàng số 20. Đơn hàng số 20 ngày hôm nay là một chậu nái 5 cánh trắng Phú Thọ 4 mầm gốc luôn các bác nhá. Siêu mập đẹp, quá là đẹp luôn. 4 mầm gốc một chậu nái to. Đơn hàng số 20 này em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000 đồng cho đơn hàng số 20. Em chuyển qua đơn hàng số 21. Đơn hàng số 21 ngày hôm nay là một chậu nái 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu này thì 3-4 mầm gốc các bác nhá. Lá lỗi đây ạ. Lá lỗi luôn đây rồi. Đấy, phiên bản mình gọi là phiên bản lá mít luôn các bác nhá. Đấy, cực kỳ là to mập đẹp. Đấy ạ. Đấy, 3 mầm gốc rất là khỏe luôn các bác nhá. Cái này thì hai thân tơ này thì em đang thấy sưng rồi. Chưa biết ra hoa hay ra ki nhưng mà khả năng là ra hoa thôi. Bởi vì cái này xuống lá sớm. Đơn hàng số 21 này em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng. Chậu nái siêu đẹp luôn này các bác này. Đấy ạ, chậu nái rất là đẹp luôn. Em chuyển qua đơn hàng số 22. Đơn hàng số 22 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng HO. Chậu nái luôn các bác nhá. Đấy ạ, hai mầm gốc phải gọi là quá là đẹp luôn. Rễ thì siêu khỏe. Và ba thân tơ. Ba cái thân tơ này thì em đang thấy nó sưng rồi các bác nhá. Nhưng mà khả năng thì là sẽ ra hoa thôi. Bởi vì là cái này thì nó xuống lá sớm và gần như là bây giờ là cái này cắt nước các bác nhá. Cắt nước để cho nó ra. Nhưng mà cái này em thấy đang sưng mắt hết rồi đấy. À, đang sưng mắt hết rồi. Cái này thì chậu nái quá là đẹp luôn. Ba thân hoa hai mầm gốc. Đơn hàng số 22 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng. Và đơn hàng số 22 này cũng là đơn hàng cuối cùng của video bán hàng ngày hôm nay. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888. Hoặc là các bác có thể kết bạn với em qua Zalo hoặc Facebook là Lan Rừng Cường Hiền. Cuối video thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác vào các video tiếp theo.